785 Các tội vi phạm của vị tỳ khưu ni nhiễm dục vọng, ưng thuận sự xúc chạm thân thể của người nam nhiễm dục vọng, được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong 7 cách dàn xếp. Các tội vi phạm của vị tỳ khưu ni nhiễm dục vọng, ưng thuận sự xúc chạm thân thể của người nam nhiễm dục vọng, được giải quyết với 3 cách dàn xếp trong 7 cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp các tội vi phạm của vị tỳ khưu ni là người che giấu lỗi lầm được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp các tội vi phạm của vị tỳ khưu ni là người che giấu lỗi lầm được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Các tội vi phạm của vị tỳ khưu ni là người xu hướng theo vị tỳ khưu bị phạt án treo, không chịu dứt bỏ, với sự nhắc nhở đến lần thứ ba, được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp các tội vi phạm của vị tỳ khưu ni là người xu hướng theo vị tỳ khưu bị phạt án treo, không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba, được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Các tội vi phạm của dị ni làm đầy đủ sự diệt thứ tám, được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong 7 cách dàn xếp. Các tội vi phạm của dị ni làm đầy đủ sự diệt thứ tám, được giải quyết với 3 cách dàn xếp trong 7 cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Các tội vi phạm của vị tỳ khưu ni là người nói lời tranh chấp, tiến hành việc thưa kiện, được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Các tội vi phạm của vị tỳ khưu ni là người nói lời tranh chấp, tiến hành việc thưa kiện, được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Các tội vi phạm của dị ni tiếp độ nữ đạo tặc được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Các tội vi phạm của dị ni tiếp độ nữ đạo tặc được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp các tội vi phạm của dị ni một mình đi vào trong làng được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp các tội vi phạm của dị ni một mình đi vào trong làng được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp các tội vi phạm của vị ni phục hồi cho vị tỳ khưu ni đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo theo pháp theo luật theo lời dạy của bậc đạo sư khi chưa xin phép hội chúng thực hiện hành sự và không quan tâm đến ước muốn của nhóm được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp các tội vi phạm của vị ni phục hồi cho vị tỳ khưu ni đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo theo pháp theo luật theo lời dạy của bậc đạo sư khi chưa xin phép hội chúng thực hiện hành sự và không quan tâm đến ước muốn của nhóm được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Các tội vi phạm của vị ni nhiễm dục vọng sau khi tự tay thọ nhận vật thực cứng hoặc vật thực mềm từ tay của người nam nhiễm dục vọng rồi thọ thực được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Các tội vi phạm của vị ni nhiễm dục vọng sau khi tự tay thọ nhận vật thực cứng hoặc vật thực mềm từ tay của người nam nhiễm dục vọng rồi thọ thực được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Các tội vi phạm của vị ni suối dục rằng Này ni sư, người đàn ông ấy nhiễm dục vọng hay không nhiễm dục vọng thì sẽ làm gì ni sư khi ni sư không nhiễm dục vọng? Này ni sư, người đàn ông ấy dân vật thực cứng hoặc vật thực mềm nào đến ni sư, ni sư cứ tự tay thọ nhận vật ấy, rồi nhai hoặc ăn đi. Được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Các tội vi phạm của vị ni suối dục rằng, Này ni sư, người đàn ông ấy nhiễm dục vọng hay không nhiễm dục vọng thì sẽ làm gì ni sư khi ni sư không nhiễm dục vọng? Này ni sư, người đàn ông ấy dâng vật thực cứng hoặc vật thực mềm nào đến ni sư ni sư cứ tự tay thọ nhận vật ấy rồi nhai hoặc ăn đi được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp các tội vi phạm của vị tỳ khưu ni nổi giận và không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp các tội vi phạm của vị tỳ khưu ni nổi giận và không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Các tội vi phạm của vị tỳ khưu ni khi bị xử thua trong cuộc tranh tụng nào đó, rồi nổi giận và không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba, được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Các tội vi phạm của vị tỳ khưu ni khi bị xử thua trong cuộc tranh tụng nào đó, rồi nổi giận và không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba, được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp, có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Các tội vi phạm của các tỳ khưu ni thân cận với thế tục và không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba, được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Các tội vi phạm của các tỳ khưu ni thân cận với thế tục và không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba, được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp, có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Các tội vi phạm của vị ni suối dục rằng này các ni sư, các vị hãy sống thân cận, các vị chớ có sống cách khác, và không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba. Được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Các tội vi phạm của vị ni suối dục rằng, Này các ni sư, các vị hãy sống thân cận, các vị chớ có sống cách khác, và không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba. Được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp tội vi phạm của vị ni tiến hành việc tích trữ bình bát được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp tội vi phạm của vị ni tiến hành việc tích trữ bình bát được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp các tội vi phạm của vị ni sau khi xác định y ngoài hạn kỳ là y trong thời hạn rồi bảo phân chia được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp các tội vi phạm của vị ni sau khi xác định y ngoài hạn kỳ là y trong thời hạn rồi bảo phân chia được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp các tội vi phạm của vị ni sau khi trao đổi y với vị tỳ khưu ni rồi giật lại được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Các tội vi phạm của vị ni sau khi trao đổi y với vị tỳ khưu ni rồi giật lại, được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp các tội vi phạm của dị ni sau khi đã yêu cầu vật khác lại yêu cầu vật khác nữa được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp các tội vi phạm của dị ni sau khi đã yêu cầu vật khác lại yêu cầu vật khác nữa được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lớp. Các tội vi phạm của dị ni sau khi bảo sắm vật khác lại bảo sắm vật khác nữa, được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong 7 cách dàn xếp. Các tội vi phạm của dị ni sau khi bảo sắm vật khác lại bảo sắm vật khác nữa, được giải quyết với 3 cách dàn xếp trong 7 cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Các tội vi phạm của dị ni bảo sắm vật khác nữa bằng phần tài vật thuộc về hội chúng đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác, được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Các tội vi phạm của dị ni bảo sắm vật khác nữa bằng phần tài vật thuộc về hội chúng đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp các tội vi phạm của vị ni bảo sắm vật khác nữa do tự mình yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về hội chúng đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp các tội vi phạm của vị ni bảo sắm vật khác nữa do tự mình yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về hội chúng đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Các tội vi phạm của dị ni bảo sắm vật khác nữa bằng phần tài vật thuộc về nhóm đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác, được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Các tội vi phạm của dị ni bảo sắm vật khác nữa bằng phần tài vật thuộc về nhóm đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác, được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp các tội vi phạm của vị ni bảo sắm vật khác nữa do tự mình yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về nhóm đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác nữa được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp các tội vi phạm của dị ni bảo sắm vật khác nữa, do tự mình yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về nhóm đã được chỉ định về việc khác, cho nhu cầu của việc khác nữa. Được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp các tội vi phạm của dị ni bảo sắm vật khác nữa do tự mình yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về cá nhân đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp các tội vi phạm của dị ni bảo sắm vật khác nữa do tự mình yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về cá nhân đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Các tội vi phạm của dị ni bảo sắm tấm tròn loại dày vượt quá tối đa 4 căn sa, được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Các tội vi phạm của dị ni bảo sắm tấm tròn loại dày vượt quá tối đa 4 căn sa, được giải quyết với 3 cách dàn xếp trong 7 cách dàn xếp, có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Các tội vi phạm của dị ni bảo sắm tấm tròn loại nhẹ vừa quá tối đa hai căn sa rưỡi, được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong 7 cách dàn xếp các tội vi phạm của dị ni bảo sắm tấm tròn loại nhẹ vượt quá tối đa hai căn sa rưỡi được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp các tội vi phạm của dị ni nhai tỏi được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp các tội vi phạm của vị ni nhai tỏi được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp các tội vi phạm của vị ni cạo nhổ lông ở chỗ kín được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp các tội vi phạm của dị ni cạo nhổ lông ở chỗ kín được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp các tội vi phạm của dị ni cọ sát bằng lòng bàn tay được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp các tội vi phạm của dị ni cọ sát bằng lòng bàn tay được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp các tội vi phạm của dị ni áp dụng gậy ngắn bằng nhựa cây được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp các tội vi phạm của dị ni áp dụng gậy ngắn bằng nhựa cây được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp các tội vi phạm của dị ni áp dụng việc làm sạch sẽ bằng nước vượt quá tối đa hai lóng tay được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Các tội vi phạm của dị ni áp dụng việc làm sạch sẽ bằng nước, vượt quá tối đa hai lóng tay, được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Các tội vi phạm của dị ni với nước uống hoặc với quạt đứng gần vị tỳ khưu đang thọ thực được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong 7 cách dàn xếp các tội vi phạm của vị ni với nước uống hoặc giới quạt đứng gần vị tỳ khưu đang thọ thực được giải quyết với 3 cách dàn xếp trong 7 cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp các tội vi phạm của dị ni sau khi yêu cầu lúa còn nguyên hạt rồi thọ dụng được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong 7 cách dàn xếp các tội vi phạm của dị ni sau khi yêu cầu lúa còn nguyên hạt rồi thọ dụng được giải quyết với 3 cách dàn xếp trong 7 cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Các tội vi phạm của vị ni đổ bỏ phân hoặc nước tiểu, hoặc đờm giải, hoặc rác rến, hoặc thức ăn thừa phía bên kia bức tường, được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Các tội vi phạm của vị ni đổ bỏ phân hoặc nước tiểu, hoặc đờm giải, hoặc rác rến, hoặc thức ăn thừa phía bên kia bức tường, được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp các tội vi phạm của vị ni đổ bỏ phân hoặc nước tiểu hoặc đờm giải hoặc rác rến hoặc thức ăn thừa lên cỏ cây xanh được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp các tội vi phạm của vị ni đổ bỏ phân hoặc nước tiểu hoặc đờm giải hoặc rác rến hoặc thức ăn thừa lên cỏ cây xanh được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp các tội vi phạm của vị ni đi để xem vũ hoặc ca hoặc tấu nhạc được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp các tội vi phạm của vị ni đi để xem vũ hoặc ca hoặc tấu nhạc được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp các tội vi phạm của vị ni cùng người nam một nam với một nữ, đứng chung ở trong bóng tối, ban đêm không có đèn. Được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Các tội vi phạm của dị ni cùng người nam một nam với một nữ, đứng chung ở trong bóng tối, ban đêm không có đèn. Được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Các tội vi phạm của dị ni cùng người nam, một nam với một nữ, đứng chung ở chỗ được che khuất, được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Các tội vi phạm của dị ni cùng người nam, một nam với một nữ, đứng chung ở chỗ được che khuất, được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp các tội vi phạm của vị ni cùng người nam một nam với một nữ đứng chung ở khoảng trống được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp các tội vi phạm của vị ni cùng người nam một nam với một nữ đứng chung ở khoảng trống được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp các tội vi phạm của vị ni cùng người nam một nam với một nữ đứng chung ở đường có xe cộ hoặc ở ngõ cục hoặc ở giao lộ được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp các tội vi phạm của dị ni cùng người nam một nam với một nữ đứng chung ở đường có xe cộ hoặc ở ngõ cục hoặc ở giao lộ được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp các tội vi phạm của dị ni sau khi đi đến các gia đình trước bữa ăn và ngồi xuống trên chỗ ngồi, rồi ra đi không thông báo chủ nhân, được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Các tội vi phạm của dị ni sau khi đi đến các gia đình trước bữa ăn và ngồi xuống trên chỗ ngồi, rồi ra đi không thông báo chủ nhân, được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện, và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Các tội vi phạm của dị ni sau khi đi đến các gia đình sau bữa ăn rồi ngồi xuống trên chỗ ngồi, không hỏi ý chủ nhân, được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Các tội vi phạm của dị ni sau khi đi đến các gia đình sau bữa ăn rồi ngồi xuống trên chỗ ngồi, không hỏi ý chủ nhân, được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Các tội vi phạm của dị ni sau khi đi đến các gia đình vào lúc trời tối, không hỏi ý chủ nhân lại trải ra hoặc bảo trải ra chỗ nằm rồi ngồi xuống được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp các tội vi phạm của vị ni sau khi đi đến các gia đình vào lúc trời tối không hỏi ý chủ nhân lại trải ra hoặc bảo trải ra chỗ nằm rồi ngồi xuống được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Các tội vi phạm của vị ni do hiểu sai, do xét đoán sai, rồi than phiền với vị khác, được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong 7 cách dàn xếp. Các tội vi phạm của vị ni do hiểu sai, do xét đoán sai, rồi than phiền với vị khác, được giải quyết với 3 cách dàn xếp trong 7 cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện, và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Các tội vi phạm của dị ni nguyền rủa bản thân hoặc người khác về địa ngục hoặc về phạm hạnh được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Các tội vi phạm của dị ni nguyền rủa bản thân hoặc người khác về địa ngục hoặc về phạm hạnh được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp các tội vi phạm của vị ni tự đánh đấm chính mình rồi khóc lóc được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp các tội vi phạm của vị ni tự đánh đấm chính mình rồi khóc lóc được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp các tội vi phạm của vị ni lõa thể tắm được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp các tội vi phạm của dị ni lõa thể tắm được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp các tội vi phạm của dị ni bảo thực hiện giải tròn tắm vượt quá kích thước được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp các tội vi phạm của dị ni bảo thực hiện giải tròn tắm vượt quá kích thước, được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Tội vi phạm của vị ni sau khi tháo rời hoặc bảo tháo rời y của vị tỳ khưu ni rồi không may lại cũng không nỗ lực trong việc bảo người khác may lại được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp tội vi phạm của vị ni sau khi tháo rời hoặc bảo tháo rời y của vị tỳ khưu ni rồi không may lại cũng không nỗ lực trong việc bảo người khác may lại được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lớp. Tội vi phạm của dị ni vừa quá 5 ngày thiếu gián y hai lớp, được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong 7 cách dàn xếp. Tội vi phạm của dị ni vừa quá 5 ngày thiếu gián y hai lớp, được giải quyết với 3 cách dàn xếp trong 7 cách dàn xếp, có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Các tội vi phạm của dị ni mặc y căn bản của dị ni khác được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Các tội vi phạm của dị ni mặc y căn bản của dị ni khác được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Các tội vi phạm của dị ni cản trở lợi lộc về y của nhóm được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Các tội vi phạm của dị ni cản trở lợi lộc về y của nhóm được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Các tội vi phạm của dị ni ngăn cản sự phân chia y đúng pháp được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Các tội vi phạm của dị ni ngăn cản sự phân chia y đúng pháp được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp các tội vi phạm của vị ni cho y của sa môn đến người nam tại gia hoặc nam du sĩ ngoại đạo hoặc nữ du sĩ ngoại đạo được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp các tội vi phạm của dị ni cho y của sa môn đến người nam tại gia hoặc nam du sĩ ngoại đạo hoặc nữ du sĩ ngoại đạo được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp các tội vi phạm của dị ni để cho vượt quá thời hạn về y khi niềm hy vọng về y không chắc chắn được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp các tội vi phạm của vị ni để cho vượt quá thời hạn về y khi niềm hy vọng về y không chắc chắn được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Các tội vi phạm của dị ni ngăn cản sự thâu hồi Kathina đúng pháp, được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong 7 cách dàn xếp. Các tội vi phạm của dị ni ngăn cản sự thâu hồi Kathina đúng pháp, được giải quyết với 3 cách dàn xếp trong 7 cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp các tội vi phạm của hai vị tỳ khu ni nằm chung trên một chiếc giường được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp các tội vi phạm của hai vị tỳ khu ni nằm chung trên một chiếc giường được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Các tội vi phạm của hai vị tỳ khưu ni nằm chung một tấm trải, tấm đắp, được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Các tội vi phạm của hai vị tỳ khưu ni nằm chung một tấm trải, tấm đắp, được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp các tội vi phạm của dị ni cố ý quấy rầy dị tỳ khưu ni khác được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp các tội vi phạm của dị ni cố ý quấy rầy dị tỳ khưu ni khác được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp tội vi phạm của vị ni không chăm sóc người nữ đệ tử bị ốm đau cũng không nỗ lực kiếm người chăm sóc được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp tội vi phạm của vị ni không chăm sóc người nữ đệ tử bị ốm đau cũng không nỗ lực kiếm người chăm sóc được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp các tội vi phạm của vị ni sau khi đã cho vị tỳ khưu ni khác chỗ trú ngụ lại nổi giận bất bình rồi lôi kéo. Được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Các tội vi phạm của vị ni sau khi đã cho vị tỳ khưu ni khác chỗ trú ngụ lại nổi giận bất bình rồi lôi kéo. Được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Các tội vi phạm của dị ni sống thân cận thế tục và không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba, được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Các tội vi phạm của dị ni sống thân cận thế tục và không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba, được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp các tội vi phạm của vị ni khi đi du hành không cùng với đoàn xe ở trong quốc độ được xác định là có sự nguy hiểm có sự kinh hoàng được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp các tội vi phạm của vị ni khi đi du hành không cùng với đoàn xe ở trong quốc độ được xác định là có sự nguy hiểm có sự kinh hoàng được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp các tội vi phạm của vị ni đi du hành không cùng với đoàn xe ở bên ngoài quốc độ tại nơi được xác định là có sự nguy hiểm có sự kinh hoàng được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp các tội vi phạm của vị ni đi du hành không cùng với đoàn xe ở bên ngoài quốc độ tại nơi được xác định là có sự nguy hiểm có sự kinh hoàng được giải quyết với ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Các tội vi phạm của dị ni đi du hành vào mùa an cư mưa được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp trong 7 cách dàn xếp. Các tội vi phạm của dị ni đi du hành vào mùa an cư mưa được giải quyết với 3 cách dàn xếp trong 7 cách dàn xếp. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp